Điểm đến của ngày hôm nay là thành phố Narita thuộc tỉnh Chiba, nơi nổi tiếng với sân bay quốc tế Narita, cửa ngõ của Tokyo. Điều gì sẽ chờ đợi chúng ta ở thành phố Narita này đây? Hello, xin chào các bạn, mình là Vinmart. Và hiện tại Vinmart đang có mặt tại Chiba. Như các bạn đang thấy thì khung cảnh ở đây rất là tuyệt vời và nó đang là mưa các bạn ạ. Mình đang ở Nhật như vậy, trời mưa mà mình lại có một cây dù. Thì bỗng nhiên cái không khí và không gian nó lãng mạn hơn hẳn. Và sẽ có một nhân vật chúng ta sẽ phải gặp. Đi theo Bi nha. Đi thôi. Nơi Vinmart đang đứng là công viên núi Hoa Anh Đào. Từ đây có thể quan sát toàn cảnh sân bay quốc tế Narita với hàng trăm chuyến bay cất và hạ cánh mỗi ngày. Đây chắc chắn là một địa điểm không thể bỏ qua với du khách khi đến thăm thành phố Narita. Cạnh công viên núi Hoa Anh Đào chính là cửa hàng đặc sản địa phương Sakurakan. Nơi đây bày bán rất nhiều sản vật đặc trưng của vùng Chiba. Bên trong cửa hàng Sakurakan còn có một gian hàng rất đặc biệt, gọi là Fly Shop, chuyên bán các mặt hàng hàng không, thứ mà khó có thể tìm thấy ở nơi khác. Nơi đây cũng chính là điểm hẹn của Vinmart và nhân vật của chúng ta. Dạ, chào chị. Chị chào em. Dạ, em tên là Vinmart. Chị tên là Hòa. Dạ, còn đây là... Đây là chồng của chị. Dạ, chào anh. Konnichiwa. Anh tên là Tomita Tatsuya. Dạ. Đây là con gái chị. Con chào chú đi. Con chào chú. Con tên là gì? Con tên là Mai. Con mấy tuổi rồi? Năm tuổi. Năm tuổi, yeah. Chào con, high five, yeah. Cái điều mà nãy giờ em thắc mắc không hiểu tại sao mà anh ở Nhật, chị ở Việt Nam mà hai người có thể gặp nhau và thành đôi, và cơ duyên nào chị có thể chia sẻ cho em biết được không ạ? Thế là ngày xưa chị học đại học là chuyên ngành tiếng Nhật ở Việt Nam. Chị học hết 4 năm rồi. Sau đó chị đi làm một thời gian và năm 2008 thì chị sang đây chị đi du học. Xong đến năm 2011 em biết vào trận động đất sóng thần không? Đúng rồi, lúc sóng thần động đất đấy thì là lúc chị vừa học xong đấy. Thế sau đó là chị về Việt Nam. Thế là lúc đó là chị tìm việc làm thì là được giới thiệu qua một người Việt Nam công việc này. Cái người đó phụ trách chị nhưng mà là người Việt Nam, còn anh này là sếp của bạn đấy. Anh ơi, cái điều gì mà khiến cho anh cảm thấy ấn tượng với chị đầu tiên mà khiến cho anh có một sức hút và đến bây giờ luôn? Thật ra thì mình cũng là nói tiếng đó là cô kêu thức ăn ức thế nó nên đem hóa ra nó sẽ gọi là cứ nào ai thì sao thì cái cảm nhận của chị về anh như thế nào ạ? Cảm nhận của chị về anh là anh là một người rất là hiền lành, tốt bụng, có nghĩa là cái gì cũng chăm lo cho vợ, cho con ấy. Lúc nào cũng suy nghĩ là vợ con thích cái gì, hoặc là không đặt mình lên đầu, đặt vợ con rất tâm lý. Đúng rồi, đúng rồi. Từ nhiều khi chị thấy anh giống như là một người bố đó, bởi vì anh rất là chín chắn. Chị thì trẻ con, có những cái chỗ nào mà mình vẫn còn nông nổi thì là anh ấy sẽ chỉ bảo cho mình, cho nên là chị thấy các ngày càng tin tưởng anh hơn. Rất là đáng tin cậy. Nhưng mà đối với em nha nội, thật sự nha, cái ngôn ngữ tiếng Nhật ấy, đối với em rất là khó. Nhưng mà em không hiểu tại sao lại chị đã có một cái niềm đam mê mà khiến cho chị phải ở lại học, coi như là học về chuyên sâu về cái từ Nhật đấy luôn. À đúng rồi, em nói đúng rồi đấy, tiếng Nhật là một ngôn ngữ rất là khó. Cho nên là như ngày xưa là chị học ở đại học xong, chị học 4 năm rồi. Không, chị đi làm mà chị cũng là phiên dịch thôi. Nhưng mà chị dịch cho sếp Nhật với cả là chị dịch cho những cái anh mà lãnh đạo của người Việt Nam ở trong công ty. Nhưng mà nhiều khi chị không biết dịch làm sao nữa. Cho nên là mình suy nghĩ là mình phải sang tận bản xứ, mình học tiếng của người ta. Mình vô tận luôn mà học vậy đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là chị học đại học xong chị mới sang đây chị đi du học đấy. Thế giờ thì em hỏi chị nhiều lắm rồi, chị hỏi em được không? Dạ được. Em đã sang Nhật nhiều lần chưa? Dạ em qua Nhật là cũng lần đầu tiên chị. Lần đầu tiên á? Dạ đúng, là lần đầu tiên. Thế thì chưa có kịp có cơ hội gì để đi mua sắm hay đi chơi hay đi tham quan gì đâu đúng không? Dạ, cho nên là bây giờ em mới nhờ chị nè. Em không biết là vì tại bây giờ ở gần đây có những cái khu nào hay là những cái địa điểm nào mà tham quan hoặc là du lịch nổi tiếng thì nếu không phiền thì chị có thể đưa em đi đến được không ạ? Thế chị với cả em bé với cả là chồng chị đi cùng đúng không? Dạ. Thế thì chị dẫn thôi. Em đi nhá. Ở đây có một cái khu làng cổ rất là hay, chị dẫn em đi. Làng cổ hả chị? Đúng rồi. Dạ đi đi đi. Đi nhá. Dạ, dạ nghe lại mất đi. Đi đi đi. Đi thôi. Đi thôi. Ngôi làng cổ mà chị Hòa nhắc đến là một điểm đến rất được khách du lịch châu Á yêu thích. Làng cổ Busunomura là một bảo tàng mở, tái hiện chân thực khung cảnh Nhật Bản thời kỳ Edo cách đây khoảng 200 năm, mà nổi bật chính là hình ảnh của những võ sĩ samurai. Ngoài việc tái hiện văn hóa, bảo tàng này còn được sử dụng như một phim trường và là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Chiba. Em ơi, đây là cái nhà gọi là tiếng Nhật gọi là Bukeyashiki, có nghĩa là cái nhà dành cho võ sĩ.
giống như họ là người có tiền ý em. Đó chính là họ giàu, giàu hơn dân thường ý. Họ có tiền là họ xây cái nhà này. Trời ơi. Wow. Đây chính là hình ảnh tái hiện lại căn nhà của các võ sĩ samurai trong thời kỳ Edo. Và Bimas sẽ có một trải nghiệm rất thú vị tại căn nhà này. Em có muốn trở thành võ sĩ không? Muốn trở thành võ sĩ hả chị? Vậy mình sẽ đóng vai làm võ sĩ xuất hiện và ở cái căn nhà này sẽ có một võ sĩ xuất hiện. Em cũng muốn thử coi cái bộ đồ võ sĩ nó như thế nào. Dạ em xíu chăm nó thay đồ nha. Ừ em vào đây thay đồ đi nhá. Nhìn có dễ gắt không các bạn? Mặc mất bao lâu? Mặc cái áo nhé. Mất chắc tầm phải là 5-10 phút á. Như vậy là Bimas đã được trải nghiệm với trang phục của các chiến binh ngày xưa. Hả? Đâu? Nhưng cái nón à? Vô. Đi mà không khắp người là bị đụng đầu. Võ sĩ nhìn hoành tráng quá, oai quá. Thật sự là đeo bộ giáp này lên trên người thì nó khá nặng. Tại vì nghe nói là nó tới 20kg là. Bộ đồ của chị cũng xinh quá kìa. Chỉ có chút công chúa mới được mặc thôi, có nhiều bộ, chính là có nhiều bộ. Nhưng đẹp lắm nha, em thấy cái vải người ta là như được cái. Cùng nhau chụp lại một tấm hình kỷ niệm nào. Trông họ giống như vị samurai và nàng công chúa vừa từ thời Edo đến đây vậy. Wow, đẹp quá luôn á. Em không có một cái từ nào để diễn tả từ nãy giờ. À, em có muốn trải nghiệm cái gì không? Mình vào một cửa hàng mình trải nghiệm nhé. Hay là mình vô thử cái cửa hàng này coi coi có gì trong đó chị ha. Ừ, thế mình vào thử cửa hàng này nhé. Dạ, dạ. Dạ, Michiwa. Nơi mà Bimas ghé thăm là một cửa hàng nhuộm vải. Vải được nhuộm trực tiếp từ lá cây Tadeai. Và dĩ nhiên, Bimas không thể bỏ qua cơ hội được trải nghiệm. Cách làm là chỉ cần dùng búa gõ nhẹ để in hình dáng lá cây lên vải. Hay dạ. Nhưng mà lá nào cũng được hay là phải dạ, có cái lá này, cái loại lá này thôi. Lá này thì nó mới ra được cái khuôn hình với cái màu đúng không? Dạ, cái màu nó mới ra. 15 phút đã trôi qua, Bimas vẫn đang tập trung cao độ cho sản phẩm của mình. Không biết tác phẩm của anh chàng sẽ trông như thế nào đây. Xong rồi. Xong rồi. Mai chàng của con xong chưa? Con cho mọi người xem nào. Thành quả đây rồi. Và là bản duy nhất. Không thể có bản thứ hai giống như thế này. Anh có lãng mạn không chị? Ví dụ như là lúc sinh nhật chị vài năm trước chẳng hạn. Dạ. Thì hình như hôm đấy là ngày nghỉ ấy. Dạ. Là anh cũng nghỉ làm, mọi người cũng nghỉ làm cả. Thế xong rồi để cứ diễn ra bình thường cả một ngày như thế. Xong đến buổi tối ăn cơm tối xong. Thế xong bắt đầu là anh mới đi ra tủ lạnh, anh mang cái bánh, anh làm bánh, trời bánh sinh nhật. Trời ơi, đã chưa? Mà chị thích ăn bánh phô mai ấy, thế dạ. Anh làm cái bánh phô mai đấy. Thế xong rồi chị hơi khét rồi, không biết làm cách nào, mà bánh tự làm. Thế xong rồi lúc đấy mới thú nhận là sáng dậy nói là đi chạy, nhưng mà thật ra không phải đi chạy, lúc đấy là xuống dưới bếp làm cái bánh đấy. Thế là bắt đầu là để lạnh sẵn ở trong tủ lạnh buổi tối mang ra. Yeah, wow. Người rất là tâm lý luôn, rất là biết tạo sự bất ngờ và tạo điểm nhấn luôn. Kết thúc chuyến tham quan làng cổ, địa điểm tiếp theo sẽ là đâu đây? Yeah, xin chào các bạn. Đố các bạn biết hiện tại Bimas đang ở đâu? Yeah, mọi người đã đúng chính xác ở đó, Bi đang ở Long An. Đằng sau Bi là ruộng lúa bao la và bạc ngàn. Ở xa xa kia là còn có một cái ruộng trồng sen nữa các bạn. Nói giỡn thôi chứ hiện tại bây giờ Bimas vẫn đang ở Nhật. Mới đi có mấy ngày thôi mà tự nhiên nhớ Việt Nam dã man luôn á. Nhưng mà may sao mà đi ngang qua cái cảnh này nó cũng bù đắp lại được chút xíu nào đó hương quê. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình và đến gặp chị Hòa để xem rằng chị Hòa đang làm gì nha các bạn. Dạ, chào chị. Đây là anh Hiroki San, là người sếp ở công ty của chị. À, dạ. Thì là lúc nào anh ấy cũng giúp đỡ chị trong công việc. Dạ. Cái công việc hiện tại của mình là như thế nào? Và có phải đây là cái công ty của chị không ạ? À, đây không phải là công ty của chị em ạ. À, dạ chị. Ừ, bình thường là chị làm ở nghiệp đoàn. Dạ. Nghiệp đoàn là đưa thực tập sinh từ các nước sang Nhật Bản. Mình sẽ gửi các thực tập sinh đấy đến các công ty khác để làm việc. Và có việc gì thì mình sẽ đến mình dịch hay là mình giải quyết vấn đề cho các bạn ấy. Công việc của chị Hoa là chăm lo cho các tu nghiệp sinh Việt Nam. Từ những thủ tục để sang Nhật tu nghiệp cho đến chăm lo cuộc sống của các tu nghiệp sinh tại nước Nhật. Hãy lắng nghe những lời chia sẻ của ông Nemoto về người nhân viên đến từ Việt Nam của mình. 途中で諦めない
これは無理だっていう言葉を日本人結構使うんですけど、私も忙しいから無理と。で彼女はその無理っていう言葉が嫌いみたく、多分なかなか使わないですよね、はい、能力的にまあ下手な日本人と一緒に仕事するんだったら、もう彼女に第1回から振ってしまった方が仕事がしやすいと。 Đây là nhà máy nấm Yoshimoto. Tại đây có khoảng 40 tu nghiệp sinh người Việt Nam đang làm việc và tất cả đều được giới thiệu bởi công ty của chị Hoa. Trước đây, công nhân nhà máy đa phần là người Trung Quốc, nhưng hiện nay các tu nghiệp sinh tại đây đều là người Việt Nam. Hãy cùng trò chuyện với những cô gái tu nghiệp sinh tại nhà máy này nào. Chào các bạn cái nữa nào nha. Rồi, khỏe không? Khỏe không? Trời ơi, ai bên đây cũng da dẻ hồng hào hết trơn hết trời. Chào các bạn, không biết khi mà mình qua đây thì có những cái khó khăn ban đầu nào cho mình không? Mình sang thì có một tháng ở nghiệp đoàn ở chung với lại mọi người trên nghiệp đoàn có chị Hoàng, thì chị rất là nhiệt tình. Mọi người ở đây nếu mà có việc gì liên quan đến công việc hay là sức khỏe hay là sao đấy, là có vấn đề gì thì cứ liên hệ với chị Hoàng, thì chị rất là nhiệt tình tư vấn với lại là hỗ trợ. Trước khi qua đây thì tụi em sẽ được học một khóa cơ bản, thì những cái cơ bản như là ốm đau như đau bụng, đau đầu thì đơn giản thì có thể tự liên lạc với bác gái, bác giám đốc thì để xin nghỉ. Còn những cái mà bị như dị ứng hay là những cái bệnh mà cần phải đi bệnh viện thì sẽ liên lạc với người nghiệp đoàn là chị Hoa, thì chị ấy sẽ hướng dẫn trực tiếp và có thể chở đi khám tận tình ạ. Còn đây là ông Sugasa Wara, giám đốc của nhà máy nấm Yoshimoto. Hệ sở đây mà ベトナム人の実習生38人、女性ばかり、ベトナムから来てるんですけど、それをホアさんはまあ、通訳ということだけではなくて、さっき言った通り、まあ、お姉さんみたいなそういう存在で、その人たちを、まあ、一つにまとめてくれるそういう存在でもございますね。Năm 2016, công ty nấm Yoshimoto đã xây dựng nhà máy tại Việt Nam để các tu nghiệp sinh sau khi kết thúc quá trình nghiên cứu tại Nhật Bản sẽ về làm việc ở quê nhà. Anh Dũng, quản lý nhà máy tại Việt Nam, cũng là một trong những tu nghiệp sinh từng được chị Hòa giúp đỡ khi ở Nhật. Và hôm nay, Bimax đã liên lạc với anh để tạo cho chị một bất ngờ. Nhớ chứ sao không nhớ được? Chào nhớ em. Nhiều sinh đỡ không nhớ được. Chào em Dũng, lâu lắm rồi không gặp, em có khỏe không? Em khỏe chứ ơi. Chị vẫn khỏe chứ? Ừ, chị vẫn khỏe thì cảm ơn em nhé. Công việc tốt không em? Dạ tốt chị ạ. Thế à, dạo này có nhiều nấm không? Nhiều chứ chị, sản xuất ra bọn em cũng sản lượng đang tăng lên. Chị là tốt. Ừ, thế là càng ngày càng lớn mạnh đấy, chị chúc mừng nhé. Dạ dạ, cảm ơn chị nhé. 31 này là nhân gái em sẽ bay sang Nhật đấy chị. Ừ, đúng rồi, mọi người đang mong chờ em gái sang đấy em. Wow. Dạ, vậy em gái của Dũng này là ngày xưa Dũng làm ở công ty này, thấy công ty rất là tốt. Yeah. Hiện nay là làm công ty con ở bên Việt Nam. Thế là bạn ấy thấy bác giám đốc tốt, mọi người tốt, cho nên là bạn ấy giới thiệu cho em gái sang đây. Em gái sang đây rồi cũng sang đây làm thực tập sinh 3 năm ở đây. Vậy là anh Dũng làm xong rồi và mình đã về Việt Nam rồi, và mình giới thiệu tiếp tục cho em gái mình sang đây. Yeah, vậy anh có lời nhắn nhủ gì thay cho em gái của mình trước khi mà em gái đi sang Nhật không ạ? À? Thì cũng chắc là em gái em sẽ trải qua cái cảm giác cũng như lúc đầu. Em mong rằng là nhờ chị Hòa cũng như là nghiệp đoàn sẽ giúp đỡ em cho em gái em trong thời gian một tháng ở nghiệp đoàn. Ừ, em cứ yên tâm nha, em cứ giao trứng vào tay chị sẽ cho bạn ấy thành thiên nga. Dạ, anh Dũng. Chị sẽ chăm sóc tốt cho bạn ấy, em cứ yên tâm nhé. Thôi vậy là anh Dũng nghe vậy anh Dũng yên tâm rồi đúng không ạ? Dạ, yên tâm rồi. Kết thúc chuyến tham quan tại công ty nấm, trưa hôm nay Bimax được chị Hòa đưa đến một quán ăn vô cùng đặc biệt. Dạ, em cũng cảm thấy hơi đói. Em đi ăn trưa. Có cái mùi gì thơm quá vậy ta? Đây là họ đang nướng lươn em, quán này là quán cơm lươn. Trời, họ làm lươn kìa. Ừ, đúng rồi em. Trời, lươn tươi. Cửa hàng Kawatoyo này đã có tuổi đời hơn 100 năm, chứ dành với món cơm lươn ngay ngất lòng người. Thịt lươn được làm tươi trực tiếp tại cửa hàng, thực khách cũng có thể trực tiếp trải nghiệm. Đây chính là cách lấy thịt lươn của người Nhật, rất nhanh chóng và điêu luyện. Thịt lươn được xiên vào que, ướp với nước sốt ngọt, sau đó nướng trên bếp. Quả thật là chỉ nhìn thôi cũng đã có thể cảm nhận được hương thơm cùng vị ngon ngọt của món ăn rồi.
nướng đá như vậy hình như nó ít khét hơn á. Wow. Dạ quá. Xin mời em nhé. Món này gọi là unagiu. Dạ, đây là phía dưới là cơm, phía trên là lươn. 1, 2, 3. Cảm ơn. À, trời ơi, đã quá các bạn. Vậy ơi. Em thấy thơm không? Thơm không? Thơm chơi. Hấp dẫn đúng không? Thơm. Ở bên Nhật này là mùa nóng ấy em, là mọi người hay đi ăn cơm lươn. Yeah. Bởi vì là mùa nóng là không ai muốn ăn cơm, mọi người bỏ cơm không muốn ăn cơm thì là họ muốn ăn, họ đi ăn cơm lươn để lấy lại sức ấy. Dạ yeah, là kiểu là vừa cơm lươn là một cái gì nó vừa đầy đủ chất đúng không ạ? Đúng rồi, nó rất là nhiều chất đạm đấy, nghe nói thế. À, tốt cho sức khỏe. Ngon không? Ngon. Mềm. Thì lương nó mềm. Đúng rồi, mềm. Mà nó như tan trong miệng luôn. Đúng rồi. Cái món Nhật nó khó nấu không chị? À, anh nhà chị thì cũng ăn được một số món Việt đấy. Nhưng mà một số món anh thích là bún thịt nướng này, hay là cơm tấm này, hay là nem rán này. Thì những cái món đấy lại tốn rất là nhiều thời gian. Ngày thường không có thời gian mấy thì chị sẽ nấu món Nhật. Bởi vì món Nhật nấu nhanh hơn, chế biến đơn giản hơn. Nó không phải tẩm ướp gia vị rồi gừng, tỏi rồi thì hành giống như của mình. Mà chỉ là nấu chủ yếu với cả gia vị là xì dầu này, hoặc là rượu để nấu ăn này. Mà Midin là một cái dạng như mì chín nước ấy em, nó sẽ tạo độ ngọt cho món ăn. Dạ bình thường thí dụ như lúc đầu mà chị nấu món Nhật, ai là người chỉ chị nấu à? Chị lấy chồng và chị cũng ở nhà chồng một thời gian thì mẹ chồng chị dạy chị nấu. Còn về làm dâu? Làm dâu thì chị có thời gian ở cùng với ông bà thì là mẹ chồng chiều chị lắm. Lúc nào cũng mong muốn là con ăn thật nhiều này để cho béo lên. Tại chị lúc nào chị cũng gầy mà. Và lúc nào cũng phải vui vẻ. Lúc nào mà chị muốn đi đâu thì là bà sẵn sàng bà chồng đi. Thế mình đã ăn no rồi này. Mình đã tâm sự nhiều được rồi này. Thế là bây giờ chị sẽ dẫn em đi đến thăm một ngôi chùa nổi tiếng ở đây nhá. Dạ. Ngay gần đây thôi. Mình đi nhá. Mình đi các bạn. Đi. Đến với Narita mà không đến với ngôi chùa Narita-san Shinsoji thì quả là một điều thiếu sót. Ôi vậy là một trong những cái chùa to nhất là họ hàng chính. Đúng rồi em, to chưa em thấy. Em thấy thiết kế khác với cả chùa bên Việt Nam không? Wow, tháp này. Chùa bự thế nhờ. Chỗ này là chùa cắm hương này. Đã quá, đẹp quá chị ơi. Em ơi, chùa này hàng năm là có 10 triệu lượt khách đến đây để tham quan đấy. 10 triệu lượt khách hả? 10 triệu lượt khách rất là nổi tiếng luôn em. Wow, wow, wow. Trong đó gia đình chị là hàng năm cũng góp mặt 3 thành viên tới đây này. Những bậc thang này sẽ dẫn đến chính điện của ngôi chùa. Mình sẽ đi vào trong này nhá, mình giếng vào trong này nhá em nhá. Yeah. À, chị đưa cho em cái tiền để em thả vào cái thùng tiền đấy nhá. Yeah. Cái tiền này đây là 5 yên là Go Jiu En này. Go Jiu. Đây là 5 yên là go en này. Cái từ en ở trong tiếng Nhật ý, là nó có là chữ duyên ý, có nghĩa là nó là những cái điều tốt đẹp ý. Thì là người ta cố tình là go en là những cái điều tốt đẹp thì là mình sẽ sử dụng cái đồng tiền có liên quan đến cái chữ go và chữ en. Xong bắt đầu là mình thả vào đây. Xong bắt đầu là mình chắp tay mình khấn thôi. Ok, yeah. Mình cứ thế này mình thả vào nhá. Mình thả vào nhá. Chị thả trước này. Wow, ở đây đẹp, mát nhưng mà anh thấy vẫn hơi nóng vậy. Em thang đúng vào lúc mà bắt đầu vào hè chính thức rồi đấy, bắt đầu hết mùa hôm hết mùa mưa. Bây giờ là vào hè rồi, hôm nay hơi nóng. Chị sẽ dẫn em đi ăn món gì thật mát nhá. Yeah. Ăn kem không? Kem hả? Ừ, ở đây có quán kem rất là ngon, nổi tiếng. Yeah. Đi ăn á. Quán kem này là của một cái trang trại. Trang trại này xong người ta sẽ lấy sữa bò của cái trang trại đấy. Đây chính là con đường chính để dẫn đến chùa Narita-san Shinsoji. Và đến với con đường này, không thể bỏ qua món kem tươi nổi tiếng của nơi đây. Kem được làm hoàn toàn nguyên chất từ sữa bò tươi mới được vắt xong. Hương vị liệu sẽ như thế nào đây nhỉ? Thank you. Chị ăn nhé, ăn nhé. Ngon lắm. Trời ơi. Cái vị rất là đậm, wow. Ngon, ngọt đúng không? Mềm. Trời ơi, dạ. Cái trời nóng như vậy nè mà được ăn cái kem mà nó béo mà nó không ngọt nha. Thì nói này làm từ sữa bò tươi. Đúng rồi. Đó. Làm từ cái sữa bò tươi nó mới quan trọng đó các bạn. Bé nhà chị rất thích ăn món này. Nhà chị đến đây chơi là bao giờ chồng chị, con nhà chị với cả là chị kêu ăn ở đây. Dạ. Yeah. Anh hay tạo bất ngờ hay là tặng hay chị hay là nói chung là tạo đi kỷ niệm cho chị không? Anh nhà chị rất thích làm cho người khác bất ngờ. Ví dụ là có lần là Giáng sinh nhỉ? Dạ. Anh bình thường là anh chuẩn bị quà tặng thì là anh chuẩn bị một cái rất là bình thường thôi, anh chuẩn bị mua cho một cái khăn thôi. Thế xong bắt đầu là
anh để ở bàn anh nói đây là quà tặng Giáng sinh à? Thế xong rồi đấy lúc là chị mở cái anh đi làm nhá. Thế xong rồi chị mở cái quà đấy ra thì bên trong cái gói quà đấy thì lại có một cái tờ nhắn tờ nhắn khác là ở trong ngăn tủ ấy còn để một cái món quà khác nữa cơ. Chị mở cái quà này ra xong rồi chị mở ngăn tủ ra thì chị nhận được một cái hộp quà là một cái hộp bên trong có dây chuyền. Xong bắt đầu là anh ghi một cái thiếp ở đấy là đây mới là món quà thật sự này chứ không phải là cái khăn lúc nãy đâu. Là lúc đầu là tặng cho mình một cái bình thường thôi để cho mình cảm thấy là nó không có gì là xuất sắc lắm ấy. Em hiểu. Đây chính là món quà mà chị Hoàng vừa nhắc đến, đính kèm còn có một lời nhắn. Đây là một món quà dành tặng cho Hoa. Hãy sống thật hạnh phúc cùng với chồng của mình nhé. Ký tên ông già Noel. Quả là một anh chồng cực kỳ dễ thương. Ôi, đũa. Cửa hàng đũa đây em, chuyên về đũa. Mình vô đi chị. Em thích vào xem thì mình vào nhé. Ở bên Nhật này là mỗi một gia đình ý, ví dụ như nhà có 5 người thì là 5 cái đôi đũa sẽ khác nhau, mỗi một người một đôi. Ví dụ như Bimax dùng một đôi riêng của Bimax, chị có một đôi riêng của chị. Chứ không phải là như ở Việt Nam là 5 người là dùng 5 đôi giống hệt nhau xong rồi đã đưa cho ai chiếc nào là nó cũng giống nhau đúng không? Ở bên Nhật này mà mỗi một người là một đôi đũa khác nhau cho nên người ta rất là quan trọng đũa và bát cũng ăn cũng khác nhau luôn. Với người Nhật, đôi đũa không chỉ dùng để gắp thức ăn mà còn là một món quà lưu niệm rất được yêu thích. Đặc biệt ở cửa hàng này còn có thể khắc tên của mình lên đôi đũa, dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí. Em thấy cái này, em thấy em chọn cái này nè. Thế em chọn cái gì em chọn vào đây nhé. Cái này là hình hoa sakura đấy em. Dạ. Hình hoa sakura cách điệu đấy. À, nhìn ra. Đi thôi, tính tiền, let's go. Vậy là đã xong. Xong rồi. Em đã có một chiếc đũa thật là xinh xắn với cái chữ Bimax. Chữ Bimax một cái là tiếng Anh, một cái là tiếng Nhật. Quá đẹp luôn.